Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Trong nhà của bạn áo trắng, mặt áo sáng kìa kìa. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc ăn vui vẻ. Trời má ơi, chuyển mưa cho tận thế vậy mấy mẹ ơi. Giống như mình chuẩn bị sập trời xuống nó đen mà nó thù. Từ sáng giờ không có mùa xuân luôn. Trời ơi, Út mua đồ ăn hết rồi, dự trữ hết rồi. Có mắm, có muối hết rồi, không sao. À, Út có trả lời cái bình luận đi, Út cảnh báo Hồng Loan là rất là nguy hiểm đó nha. À, có một bình luận thế này, đừng đừng khoe già Út ơi, chị khuyên thật nha, dễ dẫn tới nguy hiểm cho bản thân lắm. Út cảm ơn chị đã lo cho Út, nhưng mà vàng này của chị không cảm nhận được vàng giả hả chị? Hả? Không cảm nhận được vàng giả sao? Có năm mấy ngàn à, ai cũng biết. Thì chị cũng lo cho Út quá, Út cảm ơn nha. À, như này đây là vàng giả nha, chứ không phải vàng thiệt. Út đeo đặng ghẹo cả nhà chơi, chứ ai mà vàng thiệt mà đeo như vậy mà ra khoe ta bao giờ, đúng không nha. Rồi Út qua đây là cái một cái sự linh tính, một cái linh tính cốt mà hồi xưa giờ mọi linh tính cốt đều xảy ra hết. Mọi cái linh tính vậy giống như là giác quan thứ sáu, giống như có ai đó nói nhỏ nhỏ lỗ tai Út là cái chuyện đó sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra. À thì bây giờ Út sẽ cảnh báo cho Hồng Loan vấn đề mà sắp tới Hồng Loan sẽ đi ra ngoài Hà Nội làm một chuyến từ thiện, mà đi ra Hà Nội thì đi đường xa, đường xa đường dài vạn dặm đó, thì Hồng Loan sẽ gặp rất là nguy hiểm. Như lúc trước thì không gặp nguy hiểm, nhưng mà bây giờ đã lú lú lộ lộ cái kẻ mà chúng ta từ thường tin tưởng, Hồng Loan thường tin tưởng, lú lú ló ló một cái kẻ đã quay xe, âm thầm quay xe, âm thầm quay xe làm những chuyện mà không tưởng tượng được đó. Vì thế nếu như Hồng Loan bây giờ là một cái trung tâm, nếu Hồng Loan có vấn đề gì thì lũ cồn cồn kia nó sẽ nhào lên đó. Tại Hồng Loan là hoàng thừa kế thứ nhất đó, tụi nó Hồng Loan sẽ có gì tụi nó sẽ nhào lên, sẽ ăn và tụi nó sẽ làm một chuyện gì đó để Hồng Loan không còn trên cuộc đời này nữa. Út nói cả nhà đừng bao giờ nói Út nói bậy nha, đừng bao giờ nói Út nói là trù ẻ, không có đâu. Út luôn bao giờ có một dự tính rất là hay, hồi xưa giờ Út có linh tính cái gì là cái đó xảy ra luôn đó. Thì cái này Út thương Hồng Loan, Út cảnh báo cho Hồng Loan là không nên đi ra Hà Nội làm một chuyến từ thiện với anh nào đó lấy cái tiền làm live show đi ra Hà Nội làm từ thiện là không nên làm. Mỗi người có một cách làm từ thiện khác nhau. Thí dụ chúng ta rảnh thì chúng ta đi trực tiếp, còn chúng ta không rảnh thì chúng ta có thể chuyển tiền cho mặt trận tổ quốc để ông giáo có thể điều tiết số tiền đó một cách hữu hiệu và hiệu quả hơn chúng ta. Tại vì ông giáo ổng biết chỗ nào cần chỗ nào không cần, địa phương ổng biết bao nhiêu hộ thì ổng điều tiết làm hiệu quả hơn chúng ta. Còn chúng ta khi nào rảnh hoặc khi cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái thì đi. Còn trong trường hợp này Út khuyên Hồng Loan không nên ra miền Bắc. Tại vì cả nhà biết tại sao nói vậy, tụi nó dám bỏ tiền ra để giết Ni, dám bỏ tiền ra để đẩy Ni vô tù để mà chết trong tù, thì Hồng Loan không là ngoại lệ. Đa chuyện gì mà tụi nó không dám làm, vì tiền mà chuyện gì tụi nó không làm, làm bùa làm ngải vu oan giá họa chà đạp hãm hại Hồng Loan tới bờ tới bến, thì cái vụ mà làm Hồng Loan biến khỏi cuộc đời này là chuyện tụi nó cũng làm được. À, đâu cần phải ra tay trực tiếp, chỉ cần một cú cú té thôi, một cú té một cú nhào thôi là cũng đổi đổi, đổi bốc hơi khỏi thế giới loài người rồi. Đó, Út khuyên là khuyên không phải trù, nhưng đây là cái dự giống như cái linh tính gốc, giống như là cậu Năm mà là báo cho Út biết là cái linh tính này là cậu Năm khiến cho Út biết để Út cảnh báo Hồng Loan, chứ không trù ẻo hay là không nói bậy nói bạ gì hết. Cả nhà tin thì tin, còn không tin thì thôi. Nếu mà không tin Út, sau này có gì đừng có hối hận. À, những gì Út nói ra đều xảy ra, là những gì Út nói ra giống như cậu dựa, chứ không phải tự nhiên mà Út nói. Tôi tự nhiên đâu nghĩ tới chuyện này đâu. Tự nhiên tôi đang nằm mà tự nhiên có ai đó nói Út ơi, nói Hồng Loan đừng đi ra miền Bắc, Út ơi, đừng nói Hồng Loan đi ra miền Bắc. Có người nói trong tai Út như vậy là Hồng Loan sẽ gặp nguy hiểm. Tại vì bây giờ trong trong những người mà Hồng Loan tin tưởng đó, không còn nữa, không còn tin tưởng nữa, họ rất là bẩn rồi, họ đã đi cửa sau cửa trước cửa cửa ngầm cửa đứng cửa ngầu gì đi đủ hết rồi. À, bề mặt á thì thương thương yêu yêu, nhưng đằng sau họ đó họ chơi lén đâm lén Hồng Loan mọi hình thức luôn đó. Thì cả nhà biết tụi nó nguyên một tập đoàn, nó âm mưu đưa đi vào con đường chết để làm gì, để Hồng Loan không có ai bảo vệ, để cho mẹ con nhà gia chiếm được tài sản, để cho không làm rõ cái chuyện sao kê, đúng không? Nếu mà Hồng Loan bốc hơi khỏi thế giới loài người thì chuyện sao kê sẽ không thực hiện được, tại vì Hồng Loan ký mới làm được. Vì thế tụi nó sẽ ở tù, tụi nó sợ ở tù khi mà làm tới cái chuyện sao kê thì tụi nó làm mọi cách
để cho Hồng Loan bốc hơi khỏi thế giới loài người. Nếu Hồng Loan không bốc hơi thì tụi nó ở tù, tụi nó phải vô đường cùng rồi, tụi nó phải làm thôi, tụi nó phải làm thôi đó. Vì thế Út khuyên Hồng Loan à, làm gì làm, đừng có làm quá chớn đó. Mình biết giữ mình, biết giữ mình, tại vì mình bây giờ là tài sản của chồng con mình, chứ không phải là riêng mình nữa. Mình là một cái gì đó là cho con mình nó bám víu vô, mình phải biết bảo vệ mình đó. À, dù bây giờ không có bà cần thể hiện, đi ra miền Bắc mới gọi là thương yêu đồng bào. Chỉ cần mình chuyển tiền cho mặt trận tổ quốc thì ông giáo muốn cho ai thì cho, tại ông giáo hiểu được ai hoàn cảnh khó khăn, ai là người cần cho, ai là người không cần cho đó. Vì thế Út khuyên Hồng Loan sau số tiền mà hát live show hãy chuyển thẳng vào mặt trận tổ quốc, hoặc nhờ ai đó đi hộ, chứ đừng nên đi. Tại vì Hồng Loan đang gặp nguy hiểm mà không hay. Đang gặp nguy hiểm, tại sao? Tại vì cái lũ này, nếu mà Hồng Loan còn ở thế giới loài người thì sẽ ký án sao kê. Mà ký án sao kê thì lời ra những gương mặt vàng trong làng ăn chặn tiền đám tang. Trên 1 triệu bạc đã vô hình sự rồi. Mà cái này mỗi đứa mười mấy tuổi thì nó đi bao nhiêu năm? Nó đi mười mấy năm, thì nếu Hồng Loan còn sống thì nó đi mười mấy năm, thì nó tìm đủ mọi cách để tiễn Hồng Loan bốc hơi khỏi thế giới loài người thì nó thoát nạn đó. Tiền mà tụi nó dám bỏ ra hãm hại Ni, định cho Ni bốc hơi khỏi thế giới loài người, thì Hồng Loan là ai mà ngoại lệ tụi nó? À, Hồng Loan mới là người đặc biệt hơn Ni. Ni mà nó định giết chết thì Hồng Loan là người đặc biệt. Chỉ có Hồng Loan ký vô cá sao kê thì Ni mới làm được. Tại vì Ni vốn dĩ chỉ là đại diện phát ngôn thôi, chứ không là gì hết mà tụi nó còn muốn hại. Khốn hồn khi Hồng Loan là nhân vật chính. À, cả nhà đừng ai nói Út nói bậy nha, mà hãy nhớ lại những gì Út nói đều xảy ra hết nha cả nhà. Đây là một sự cảnh báo mà cậu khiến Út nói, cậu khiến Út nói, tại vì một cái người anh gì đó bây giờ không đáng tin nữa, anh bốn anh gì đó không tin nữa đà, mà đi trên một đường 2 ngày mới tới, đi ra miền Bắc 2 ngày mới tới. Chuyện gì xảy ra, qua rừng qua núi, chuyện gì xảy ra cả nhà? Hạ độc cũng được vậy hả, đúng không? Cũng được vậy, đâu có sao đâu. Xô một cái chuối nhựa cũng được vậy, có cái sao đâu. Đó, chuyện gì tụi nó không dám làm. Vì tiền mà tụi nó đánh cháo khái niệm, đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Vì tiền mà tụi nó không dám lên án một người sửa quốc ca, một người coi thường tổ quốc ghi công. Vì tiền mà tụi nó làm tất cả mọi thứ, thì lần này không ngoại lệ, vì tiền mà tụi nó có thể làm chuyện khác. À, và lý do sao mà nguy hiểm thì vài ngày nữa Út sẽ tiết lộ tại sao Hồng Loan đang gặp nguy hiểm từ chính những người Hồng Loan đang tin tưởng. Đó, Hồng Loan nó đã tin tưởng quá nhiều, từ nhiều người mà không đáng tin tưởng, và bây giờ nó đã thất vọng ê chề về những người đó rồi. Đó, những người mà cộng đồng mạng đã mâm me biết họ quay xe, nhưng Hồng Loan vẫn cố kéo họ lợi bên Hồng Loan, nhưng mà cuối cùng sao, họ trắng trợn làm đủ mọi cách có thể là cho Hồng Loan đăng xuất luôn, đi theo cậu Năm luôn không chừng nữa. Đó, ghê chưa cả nhà. Thằng thám tử nó kêu Hồng Loan là con hát nhét, mà không khi nào Út nghe thằng thám tử nó nhắc là thằng hát quên lời. Tối ngày nó kêu nó chăm chăm và là con hát nhét, mà nó không nghe nó nói là một cái thằng nghệ sĩ ưu tú mà hát quên lời, nó không nghe nhắc tới, và không nghe nhắc tới cái thằng mà quỷ show giả, làm show giả, không nghe nhắc tới luôn, và không nghe thám tử nhắc tới cái thằng mà bị đuổi khỏi chuông vàng luôn, không nghe nhắc tới đó. Rồi không nghe nhắc tới con le le mà dâm tặc trên mạng xã hội, không nghe nhắc tới vụ mà sửa quốc ca coi tường tổ quốc ghi công. Phải chứ, cái người mà sửa quốc ca là Hồng Loan, mấy tội nó sẽ lên án bỏ tù chung thân, tù một công một kiếp khỏi về luôn đó. Mai là hát nhét mà tụi nó định bỏ tù đó, chứ mà sửa quốc ca coi thường tổ quốc ghi công là tụi nó hôm nay là cho ở chung thân rồi đó. Thằng bị đuổi khỏi chung già không nghe nói, con le le dâm tục nó không dám nói tới. Nhắc cho tiền đâu ăn đó. Giờ nó còn trục lợi được, giờ nó còn lợi dụng được con le le thì nó sẽ không nói gì tới le le, nó sẽ nâng con le le lên trên cao giống như một cái bong bóng bay, y như cách mà nó làm với Ni. Nó tới tiếp cận với Ni, nào là đại gia 1000 tỷ, nào đại gia 8000 tỷ, nào là Ni tài giỏi sao lợi dụng không được, nào đại gia cái nịch, nào là đại gia pha ke không nhà không cửa, lưu linh lưu địa, nào là cướp cái sắt đó, y như bài luôn. Bài bản của tụi nó là vậy thôi. Tụi nó chỉ có một cái bài bản như vậy để đi trục lợi ăn thôi. Mà mãn đời mãn kiếp tụi nó bị chửi hết từ cái drama này tới drama khác, nhất là ông Trang mua già với mẹ mặt trời mù. Có mẹ mặt trời mù đó, khi mà hết lợi dụng được con le le thì thấy cái cảnh, khi mà nó không còn lợi dụng được le le mà le le hết tiền rồi thì thấy cái cảnh y chang như Ni vậy, không khác một nơi mà một cái gì ở Ni, đúng không? Nó làm được cái người này thì nó sẽ làm được cái người khác.
Nó hại được người này nó sẽ hại được người khác. À, nó chơi sở được người này nó chơi sở người khác, nó lợi dụng người này nó sẽ lợi dụng người khác. Tại vì vốn dĩ bản thân bản chất của tụi những người này là nó rất là bẩn, ăn bẩn, nó ăn bẩn, ăn tạp, cái gì nó cũng ăn. Khi mà nó ăn không được nó quay lợi là nó cắn nó cạp người ta. Và không nghe luôn, thám tử nhắc nó nhắc nhở mấy anh em mà nói là đi về quỳ lại cộng đồng mạng đó, không nghe thám tử nhắc luôn. Mấy chuyện mà cần nhắc mà nó không nhắc, mà có chuyện hắc nhét nó hoài. Nếu mà nói là lũ hắc nhét là coi như là đụng khá là nhiều nghệ sĩ. Tại vì trong cuộc đời nghệ sĩ ai mà chưa từng hắc nhét, tôi kêu bằng ông nội, bà cố, bà nội của tôi. Đúng không nha? Nếu mà trong đời nghệ sĩ ai mà nói chưa từng hắc nhét, tôi kêu bằng bà cố nội, ông cố nội của tôi luôn. Dám tuyên bố một câu xanh lè đó. Ai mà người nghệ sĩ nào mà giơ tay lên chưa từng hát nhét đâu, tôi kêu bà cố luôn. Không có ai mà cái giọng ngày nào chạy mấy show mà cái giọng mà thật của mình mà hát nổi, không có nổi đâu. Mai là Út nói chuyện bình thường vậy thôi mà Út còn khang tiếng hố hô chi ca tâm cao giống lên, nhất là giọng cổ, ca tâm rất là cao, lên giọng cổ rất là cao, cao cài rất cao. Tại Út hát giọng cổ, Út cũng hát giọng cổ cũng hay lắm cả nhà, chứ không phải bình thường. Tại Út khang tiếng đó là khang tiếng. Ai mà không hát nhét giơ tay lên đó, tôi kêu bà cố, tôi lại liền. Tôi nói là tôi làm chứ không phải giống như là luật sư Nhân với lại Quấn Bình Dương hay là bọn tàng quân Nha Trang đâu. Tôi nói tôi làm, ai mà đó chưa từng hát nhát tôi quỳ tôi lại liền. Sao không nhắc cái vụ mà nghệ sĩ ưu tú 30 năm trong nghề mà hát quên lời á? Sao không nhắc ngày sau đó ngồi hạng ba mà cũng quên lời và kêu khán giả thông cảm đó? Sao không nhắc Thám Tử hả? Sao không nhắc Thám Tử cái chuyện mà lái máy bay bà mặt trời mồ hôi nách á? Rồi lái sao mà chê ta hôi nách nữa? Sao không nói mấy chuyện đó hả? Rồi sao mày không nói mấy chuyện mà hợp tác qua bệnh hại đi, rồi cuối cùng đi bình an vô sự? Sao không nghe nhắc tới vậy ta? Sao nghe nhắc tới Thám Tử? Rồi sao không nghe nhắc tới là bé Dê tội nghiệp xuống Hậu Giang phát bánh trung thu cho người ta, xong rồi muốn ca cho đỡ ghiền mà người ta không nghe ca, người ta bỏ gì hết. Rồi năn nỉ người ta lợi ta không về luôn, không lợi nghe luôn. Vậy sao không nhắc mấy chuyện đó là Thám Tử? Mấy chị ê chề nhục nhã vậy ta nhắc chứ, sao tự nhiên im vậy? Nhắc phải nhắc hết chứ, sao mà nhắc con bên vậy? Thằng nào con nào mà dám mà nói không hát nhét, tôi kêu ông nội. Tôi kêu ông nội. Cha Bảy kìa không lo hát nhét. Vậy cuộc đời chú Bảy có hát nhét không? Cuộc đời chú Bảy cũng không có khả năng hát nhét nữa. Tại sao? Là chú Bảy bất tài vô dụng quá. Ăn no đi hụt, đi giọng đi phá không. Chứ đâu có mà thời gian nào hát nhét. Hát nhét cũng là một nghệ thuật. Hát nhét cũng là cái giọng của mình, chứ không phải là một giọng người khác là được. Còn chú Bảy không hát nhét luôn. Tại vì đâu có ai mời chú Bảy đâu hát nhét. Đâu có ai mời đâu. Hát không ra hơi đâu hát nhét. Chú Bảy anh nha, chú Bảy sắp xuống lỗ rồi mà chú Bảy vẫn nhoi lên để khịa người ta cái. Quá trời hay luôn. Rồi nói về Dê ha, Dê lên kế hoạch rửa tiền cả nhà. Tại vì sao? Tại vì Baxter á, cái chương trình Đò Sang Ngang, Đò Sang Ngang này có 6 người hát thôi. Trên Baxter có 6 người hát, chỉ có một con Dê là Út biết thôi, còn những nghệ sĩ kia Út không biết là ai, vất vơ vất vưởng ngoài đường vậy. Mà 1,8 triệu một vé, hỏi thằng nghệ sĩ ưu tú thằng Bóng bán 2,5 triệu một vé. Bữa nay con Dê bán 1,8 triệu một vé để làm gì? Để rửa tiền. Thí dụ bán 1,8 triệu đúng không, tôi tiên mua 100 vé là nhiêu đó. Giờ nó sau này nó nói tiền đó là nó hát ca mà có, chứ không phải tiền của đám tang. Nhưng mày còn non và xanh lắm Dê, tiền mày hát ca là chuyện khác, còn tiền đám tang sao kê là chuyện khác. Trong vòng cái ngày từ ngày cậu mất tới ngày đi chôn cậu thì tài khoản mày người ta chuyển cho bao nhiêu, ông giáo sẽ kêu mày giải trình số tài khoản mày chuyển vô, lý do gì, mục đích gì, giao dịch gì, mày sẽ phân trần hết. Nếu mày không phân trần giao dịch chuyện gì hay là gì là lụm ngay, khỏi cái đường nào chạy. Dù mày có rửa tiền cỡ nào mày cũng không chạy nổi ông giáo. Mày làm sao mà qua được cái đầu ông giáo được hả? Hả Dê? 1,8 triệu một vé, thờ buổi kinh tế khó khăn, mưa bão khổ ải vô biên mà bán 1,8 triệu, trong khi có 6 đứa ca mà con một con Dê, một cái con Hoa Hậu, quý đó, một cái con mà ca sĩ nó ngôi bị tẩy chay hơn 2 năm nay, một con nghệ sĩ nó ngôi bị tẩy chay, ăn cắp ăn trộm ăn cướp, ăn tiền đám ta, ăn tiền xác chết, lường gạt chiếm đoạt tài sản người ta mà bán 1,8 triệu một vé. Cả nhà biết tại sao mà nó bán 1,8 triệu vậy không? Tại vì nó cố tình bán vậy để cho người ngoài không mua nổi, để cho tụi nó tự mua, tự bán, tự mua xong mà mã quá số tiền. Tiền đó là tôi làm show có, chứ không phải ăn tiền đánh ta, chứ không phải ăn tiền kêu gọi quyên góp. Nói vậy đó. Vì thế giống y chang thằng Bóng y bài luôn. Tụi nó chỉ có một cuốn sách thôi, một cuốn sách là đưa qua đưa lợi để mà học, học hỏi. Thằng Bóng thì hết thời bán vé 2,5 triệu. Còn con Dê thì bán vé 1,8 triệu. Mà 1,8 triệu cả nhà nghĩ là ai mua? Ai mua? Thờ buổi thì làm cực khổ muốn chết, một ngày công nhân làm ngày có 200 ngàn, bỏ 1,8 triệu đi coi một cái con mà dành nhà dành cửa cho người ta, con lương lẹo cháo chở, cái con mất dạy để mà hát cho mình nghe.
đúng cả nhà. Đó, chỉ có đồng bọn nó tung ra rồi tự mua vé, tự hát, tự hò, tự nói tiền đó của mình làm nghệ thuật mà có. Đó, nó là như vậy đó. Y bài với thằng bóng không khác cái nào. Ừ, tụi nó là như vậy á. Rồi, à cả nhà nhớ chia sẻ cái video này để đến tai Hồng Loan, để cho Hồng Loan suy nghĩ lại. Đừng nói Út chù, đừng nói Út nói chuyện gỡ, đừng nói Út nói bậy, nhưng mà hãy suy nghĩ những gì Út nói đã xảy ra chưa. Hồng Loan đang gặp nguy hiểm. Đó, cả nhà chia sẻ mốt nha, để đến tai Hồng Loan nha cả nhà.